Dùng là huynh trời cố đấy. Nâng cấp con đường này lên nè, đổ bê tông vậy đó. Đường này đẹp lắm. Đi nó có cái Paranomba ở đây nhìn thấy đẹp. Vô chạy cái nhát này chứ. Nó chụp quên. Vô tôi chạy cái này chung chung. Công nè. Bà con nghèo giờ cũng lên nhà cấp 4 đó rồi. Người mà. Ừ. Cái rổ, cái đống hũ hoa này lấy trên cửa hàng không đồng nè. Rồi giờ này ở trên đó thì ít người lấy rồi. Nên thử ra mình đi ngang mình vớt luôn, đem đi vô sớm cho bà con luôn. Chứ để đó tới ngày mai là hư nữa. Ăn miếng kẹo. Ăn miếng kẹo. Anh đắng ai thơ mấy thơ đó. Ở mấy vô là phí. Vô tụi muối á nè. Ừ, vô tụi muối á. Ừ, vô thôi. Ủa dê nướng đa vô bà lá hay ớt. Ừ, thì là nhảy vô nướng ai lươn ăn tự ao kia tiếp. Miền tăng phân tiết đó. Màn tăng phân vô mà bọc tiết ra. Dê mà phải lái hả? Anh đi mà rẻ. Phân cháy. Trót. Nè mấy tê cùng lúc. À nó kia ăn áo đi. Nè, bữa chóng bán nè mốc nè. Nè cô. Cô ok hai xe. Ôi nè. Nè mấy gì ơi. Đặt bình chất đấy hả? Ờ kẹo quay. Từ hôn. Đấy, đấy, bon cả phương mà. Nè. Nè, bon cả phương nè. Đấy, xoáy. Nè vô ta xoay muối nè vô. Đừng dì ấy hộp hộp đấy hả, vô tay nữa. Tức dì ấy hộp của quả cháu. Ê, ăn miên nhai chứa nè. Cùng nhì nhai. Bà lại vô đó nè, hộp xây đá. Nè, ăn vô đây, vô xì mày ạ. Ủa, có bóc muối mà. Bóc muối đó.
Rồi mình chua một kẹo kẹo á anh ơi. Anh là lươi vậy. Hả? Lời sao là cực cút khó thơ mấy bán kẹo ai bố ấy. Hả? Hết tiền mua kẹo rồi giờ tính sao? Hả? Bán xe đạp đi. Bán xe đạp, bán xe đạp lấy tiền mua kẹo đi. Được không? Hả? Bán đồng hồ đi. Bán cái này đi. Bao nhiêu? Đi mua kẹo ăn. Bán em này á, em này bán bao nhiêu? Dương, tỷ mắc lắm rồi. Mới bán à? Mấy? Ờ hỏi, kia vô ờ hỏi. Trăm lượt khổ với gì? Trăm lượt khổ vô mà ra máu hủy ao thêm sai chủ của lạc lâu tiếp. Em mi nó ngang trồng xong cái xe mẹ ập tư. Mi chập ở ao khmer khmer nha. Khmer khmer cha cha không đi. Ừ cha cha mày không. Cha cha đã rộp luôn ai chứ. Ao cho khmer, ao cho khmer mùi dê ta đi. Nơi thông trùm tung lại nâng mãi cho hôp ấy. Cầm lăng nâng, cầm lăng nâng bởi tha át ai hốp mà tích cầm toàn ngọt ấy. Coi như là rau thì ngày nào cũng có rồi đó. Còn gạo hay mì thì hên xui à. Có người ta cho thì đem đi phát, còn không có thì cho rau thôi. Nói chung thì tôi bỏ công thôi chứ rau, mì, gạo này nọ thì cũng của Mạnh Thường Quân đã gửi cho thôi. Tôi chỉ tốn tiền xăng với tốn công chút đỉnh thôi. Còn của là của các Mạnh Thường Quân đã cho. Rồi cho cái gì tôi cho cái này. Tôi chở vô với cái số nghèo tôi cho. Không có danh sách, không có tên, không có gì hết á. Chở tới số nghèo rồi ai nghèo thì cho. Rau thì cho thoải mái. Nhưng mà gạo là phải lựa. Phải lựa người nghèo thiệt mới cho gạo. Mì như vậy. Rau thì chở vô số nghèo đó thì giàu nghèo gì ai muốn ăn thì lấy thôi. Thì ở trong số nghèo có vài vài hộ nghèo, vài hộ giàu ta ăn ké với người người nghèo. Tuần này là phát cơm thứ sáu thứ bảy là nhằm 14 với 15. Ngày qua 16 á là chủ nhật á thì phát phát mì xào. Thì mì xào là của cô Tước Mai cho. Xin cô Tước Mai được 50 gói mì để làm 50 hộp mì xào. Làm mì xào thì mình bỏ thêm dưa leo với cái gì cà rốt với cho thêm xúc xích. Phát rau buổi chiều xong rồi. Bây giờ về. Mua 2 cây hộp với đũa. Tại vì cho mì xào là phải ăn với đũa.